chào ông ba. Ông ba cho con hỏi thăm cái năm nay mình gạo chuột theo cái mô hình mới hả ông ba? Cái mô hình này thì nói chung ra là đồng áng ở đây thì chuột nó nhiều. Dạ. Của xã thành ra huyện bên bảo vệ thực vật huyện có vô làm mô hình là 7 chuột. 7 chuột ha. 7 chuột đây làm để cho bà con nhìn thấy. Dạ. Mình học hỏi mình làm để mà bảo vệ mùa màng của mình. Dạ. Thành ra cái 7 chuột thì vậy đó, đó cháu giờ mà coi vậy nói. Cái này là mình gạo hết trơn diện tích đất mình luôn hay gì ba? Trong diện tích đất hết trơn luôn, nếu mà mình làm chỗ nào thì mình gạo hết diện tích đất. Còn nếu như cái chỗ nào mà nó không có chuột thì chỗ nào có chuột thì mình gạo cũng được. Dạ. Mình gạo mình đặt 7. Đây là cái 7 hai lồng đó. Mình cắm cao su căng thẳng đàng hoàng, cái mình phát cái lỗ. Phát cái lỗ. Dạ. Rồi mình để cái ba dẫn cho con coi cái 7 giúp ba. Nói cho con hiểu là hàng rào mình cứ dăng cách khoảng rồi chừng 30 thước, 30 thước về tới, 30 thước về lui, thì như vậy mình đặt một cái bể chính giữa. Dạ. Như vậy đó, khi con chuột có bất cứ đầu này chạy lợn nó cũng vô, đầu kia chạy lợn nó cũng vô. Vậy là mình phét cái cao su, phét lỗ vậy không? Phét cái lỗ cao su vậy nè, nó đặt ngay cái miệng đó. Dạ. Thì con chuột ha, con bất cứ con chuột thì nó lại đây nó gặp nó chui vô. Dạ. Nó chạy đường này thì nó bị cản cao su của mình gào nè, đến đó nó chui vô, chui vô thì trong bẫy này đó. Cái bẫy này là nhiều chuột cũng được không ba? Nhiều chuột cũng được, vừa nhiều lắm, có thể 10 mấy 20 con luôn. Cái bẫy như có nhiều là vô hết nhiều ha. Thì sáng bắt đầu mình đi thăm mình bắt, sáng đi thăm mình bắt khoảng 30 mét vậy đó, 20 30 là đặt chính giữa. Dạ. 20 30 mình đặt ngay chính giữa. Nó vậy đó. Hôm nay có dính được mấy con không ba? Không, rồi thì kể như dính cũng 2-3 con rồi. Dạ. Nhưng vậy mà năm nay nó ngay, tại vì con biết cũng ít chuột. Dạ. Chứ theo như mọi năm thì chắc dữ lắm. Có nhiều là vô hết. Có nhiều là phải vô hết bao nhiêu thôi. Nhưng mà cái này nó có quan trọng thêm là mình đặt đây tới lúa cắt luôn mà. Dạ. Hay cái chỗ đó đó, chứ không phải là chỉ bắt trong giờ này thôi. Dạ. Đó, vậy nó có thể tới lúa mình ăn luôn. Thì cao su mình dừng nè. Cách mình đặt mấy cái không ba? Thì ví dụ như giờ con tính 30 mét là một cái, 30 mét là một cái bẫy, 30 mét cái bẫy đó, vậy đó, 30 mét cái bẫy, 30 mét cái bẫy. Rào này hết cho những cái đất mình luôn. Rào cho những cái đất tùy theo ngắn với dài nhu cầu. Dạ. Bác mới làm lần đầu tiên nhưng mà bác thấy kết quả thì. Dạ. Mấy gài bác thấy rồi, không có chuột nó ăn lúa mình luôn hả bà? Không có chuột ăn lúa luôn, vì có nó là bắt hết rồi. Dạ. Mỗi năm trời ơi, tao nói mẹ nó thắng tan nát. Nhưng mà năm nay thấy không, thoải mái không? Dạ. Đẹp luôn. Có gì mô hình này thì cần nhân rộng lên cho bà con người ta nhiều được càng tốt càng hay. Có hôm nay nhiều ngày rồi bà? Xả bữa gầm đó con. Bữa gầm? Hôm nay 23. 8 ngày. 8 ngày, 8 ngày mà lúa nó lên gì là đều rồi, khỏi sợ bị mắc cho chuột rồi. Chuột thì bảo đảm rồi, chuột thì hôm nay thấy chắc ăn rồi. Gạo này là chắc ăn hả ba? Mày thấy mấy cả trăm bì vô, cả trăm thước, từ ngang khoảng 30-40 thước thì vậy là không có thấy con chuột nào cắn hết. Bắt lộ vòng vòng 2 bữa gà thì không thấy con chuột nào cắn hết, có mấy con bắt hết trơn rồi. Vậy là cũng như là cái này là hiệu quả, kết quả trên 90% rồi hả ba? Từ 90-95%. Cũng như là không có con nào phá nữa chứ? Không có, bảo đảm luôn. Trừ ra cao su mình giữ sao đừng cho nó gách đó. Dạ. Là bảo đảm. Nói vậy thôi chứ không có gì. Này mình cũng như mình làm này là mình khỏi có vụ mà thuốc chuột rồi hết qua. Ở đâu năm nay bắt đâu có thuốc. Như mình làm này là cũng như bắt chuột sống luôn. Bắt chuột sống luôn, 7 chuột mà. Dạ. Rất là khỏe luôn. Vậy là mô hình này cần nhân rộng cho bà con mình luôn hả ba? Đúng, cần nhân rộng lên. Những ai có vườn tựa có gần đất bắt tiền nên làm cái này. Mô. Dạ. Hình này là chắc ăn. Vậy tại vì cái mô hình này là cũng như là sinh học mà không có độc không hại. Không có độc hại. Dạ. Nhưng mà nó kết quả. Dạ, kết quả cao luôn. Kết quả cao luôn. Tại vì bác làm bác mới biết. Dạ. Còn thấy lúa luôn lên đều hết trơn, xung quanh bốn góc này kia hết trơn, đâu có bị mắc lỗ nào đâu. Ừ, lúa là thấy. Rồi năm nay khỏi cấy hả qua? Khỏi cấy rồi. Hôm nay nhẹ cấy luôn rồi. Rồi con cũng cảm ơn ba chia sẻ cái mô hình bẫy chuột của ba ơi. Ừ, thì cảm ơn con. Thì cái này con nên tuyên truyền cho người ta, cần mở rộng ra thêm nhiều nào càng tốt nấy. Dạ. Tại vì cái mô hình này bác thấy nó kết quả lắm. Dạ. Bác có làm bác mới dám khẳng định nó. Dạ. Cần nhân rộng cho bà con người ta. Dạ dạ. Cảm ơn ông ba.